사실 아들 같아. 네, 나가서 아, 하셔야 될 것 같다고 추천해 주세요. 그래서 사업을 가서 이렇게 온라인하게 공부를 하면 나가 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 중한 베트남 대사 있죠? 한국인 대사입니다. 반갑습니다. 가운데 그 이번에 강원 FC 입단하기에 러영경 남은수입니다. 그리고 강원 FC 대표이사 기태룡 교수님. 안녕하세요. chúc chủ tịch Tâm Lý cùng với lại câu lạc bộ của Xuân Trường và tất cả các bạn một năm mới sức khỏe hạnh phúc và thành công. Cảm ơn FC Xuân Trường Cát Tường. 오랫동안 기다리던 수영 선수가 저희 구단에 입단하는 결심을 얻어내서 대표로서 너무 감사하고요. Không những trong giải KB. 선수는 단 한 번도 인터뷰에서 본인이 무엇을 잘하고 있다라고 얘기한 적이 없습니다. 제가 스트롱 포인트 얘기해요. 시야랑 패싱 능력이 아주 뛰어나다고 하더라고요. 사실 선천적인 거라 Tôi nói là cái hợp tác bóng đá giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì sẽ giúp cho tăng cường quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là làm cho nhân dân hai nước gần gũi nhau hơn. Theo dõi rất là sát giải K-League và biết rất nhiều các cầu thủ Hàn Quốc. Trước đây là Park Ji-sung và bây giờ là Son Heung-min của Tottenham Hotspur. Và như vậy thì là cái hợp tác bóng đá sẽ tạo cho nhân dân hai nước gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn và tăng cường quan hệ giữa hai nước. 모든 경기는 감독님께서 100% 주관하시기 때문에 제가 말씀드릴 순 없지만 감독께서 말씀하시길 무조건 인천 유나이티드 때보단 비용이 더 많을 것입니다. 국경 선수의 출전비에는 당연히 늘어날 거라고 대표이사로서 생각하고 있습니다.